Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt MMO của mình. Thì trong video các bạn, mình sẽ cập nhật một cái thông tin khá mới từ cái app Core các bạn, tức là Satoshi á. Ha, nếu ai các bạn có đào con Core thì nhớ ha. Thì con Core hiện bây giờ giá nó tầm là 2,8 đến 3 đô ha. Đây, Core này các bạn. Đây nè. Đó, thì hôm nay nó có một cái chương trình sổ số các bạn, đó chính là Gigaway nè. Đó. Cho nên là các bạn hãy tranh thủ đăng ký ha, để chúng ta nhận được từ 1 đến 310 co các bạn, tương đương là 3 đô cho đến gần 1.000 đô ha. 930 đô nha, rất là khủng khiếp, tức là hơn 20 mấy triệu đó các bạn. Chúng ta xem nè. Click to Gigaway nha. Đó. Thì vui lòng chọn các từ may mắn sau để bỏ phiếu. Người đoán trúng có thể tham gia Gigaway. Đó. Thì ở trong đây nó ghi chú là mỗi lần tuyển dụng một đồng đội sẽ nhận được 100 phiếu. Số phiếu bầu trong tuần này bằng số đồng đội được tuyển dụng ở tuần trước nhân cho 100. Mỗi ngày là ngày lúc 18 giờ 45 phút á, kết thúc bỏ phiếu và 19 giờ công bố danh sách may mắn để phát. Rồi 19 giờ 15 phút á, thì khôi phục số phiếu để bắt đầu kỳ bỏ phiếu mới. Số phiếu bầu càng nhiều thì xác suất trúng càng lớn. Đó. Thì hiện giờ ở đây mình tuyển được 2 người các bạn. Thì số phiếu bầu của mình là mình tuyển được 2 người, số phiếu bầu của mình là 200 ha. Thì số người nhân cho 100. Bây giờ giả sử mình chọn nha, mình chọn chữ B đi. Đó, thì mình gõ ra là vui lòng nhập số phiếu bầu của bạn. Phiếu bầu B, phiếu bầu. Thì bây giờ giả sử mình nhập là 2 đi. Thì mình bấm xác nhận ha. Bấm xác nhận. Nó may mắn đó các bạn. Kỳ bỏ phiếu này chưa bắt đầu. Đó, cho nên chưa có bắt đầu, cho nên là các bạn tranh thủ. Rồi, chúng ta hãy xem một cái số thông tin của nó nè, cho kỹ càng hơn nè. Hot dự án CoDao ra sổ số tiếp theo. Anh em tham gia để kiếm vé chơi trúng từ 1 đến 310 co các bạn nha. Giá hiện tại trên các sàn là 3 đô một co. Anh em chưa tham gia thì gấp điều này nha. Cái link này các bạn. Đó, cái link của mình á. Hoặc là các bạn có thể lấy cái link các bạn đi giới thiệu người khác bằng cách đi vô đây nè. Nè, tăng lợi nhuận nè. Ha, kích vô đây. Rồi các bạn chép. Bấm vào đây. Đó, thì cái đường link mình này các bạn. Đó, thì mình để trong mô tả video hoặc bình luận tiên nha. Các bạn tranh thủ. Rồi. Anh em đăng ký xong KYC quét khuôn mặt là ok nhé. Tức nghĩa là nó xác minh bằng cách quét khuôn mặt nha. Co sẽ phát triển thành dự án Airdrop hàng đầu thế giới chỉ 7 ngày để tham gia làm gấp. Có 7 ngày thôi nha. Nên đăng ký để được tham gia vào các đợt Airdrop của các dự án tiếp theo trên Core. Thì Core hiện bây giờ không đào được nữa, nhưng mà sắp tới nó sẽ ra rất là nhiều hệ sinh thái và nó ra rất là nhiều Airdrop để cho các bạn làm, cho nên là các bạn hãy tranh thủ làm gấp nha. Đừng bỏ lỡ, đăng ký xong anh em chú ý phải làm những việc sau. Vào mục của tôi, chọn xác lập cá nhân. Xác minh không phải là robot để lấy 3 dự án testnet về. Đây, các bạn làm như sau. Các bạn vào của tôi nha. Thấy chưa? Vào của tôi. Kích vào đây. Rồi. Thiết lập cá nhân. Ha, bấm vào đây. Rồi. Đến cái bước này các bạn thấy chữ xiết xác minh bạn không phải là robot. Đó, các bạn phải quét khuôn mặt ở đây chỗ đó nha chưa? Đó, các bạn mở lên, các bạn bắt đầu. Nó hỏi gì các bạn làm theo cái đấy là được. Quét khuôn mặt xong là được. Mỗi người chỉ được một tài khoản thôi các bạn nha. Làm nhiều là bị ban ráng chịu. Rồi. Sau đó các bạn có 3 dự án thì các bạn quay ra ha. Sau khi các xác minh khuôn mặt xong, các bạn quay ra, các bạn vào cái chữ mục Europe nè. Được chưa? Rồi các bạn sẽ có 3 dự án ABC nè. Các bạn bấm vào thêm dự án nè. Đó, thì các bạn chọn làm theo ha. Đầu tiên là các bạn sẽ thấy nút thêm dự án. Các bạn sẽ chọn. Rồi sau đó các bạn chọn từng cái dự án các bạn làm xong. Và mỗi ngày nó có mỗi đào nè, các bạn hãy bấm vào đây. Đó, coi như là mình lấy xong cái phần Europe test nha, ABC đấy. Rất dễ các bạn, nó rất là dễ làm, không có gì khó đó. Tiếp theo. Vì sao anh em thấy dự án này dùng từ Europe không? Vì nó là dự án đào Bitcoin nhưng theo thuật ngữ đầu mới. Đào Bitcoin mà theo kiểu Bi, họ không thể dùng từ Mining BTC theo kiểu truyền thống nữa, mà phải dùng từ chính xác hơn Europe. Bi cũng đang Airdrop đó anh em nhé. Ví dụ sắp tới họ cho Airdrop 100 BTC. Lúc đó ai có nhiều hash rate
cao do có nhiều Grab và lấy hash hàng ngày thì sẽ ăn no, BTC nhé. Tài khoản trên điện thoại của Jack là một trang trại máy đào BTC kiểu mới. Trung tâm của dự án chính là hashrate của tài khoản của bạn. Hashrate cao giống như bạn đầu tư mua các máy đào BTC và trâu VGA, VGA để đào ETH. Ai chưa có tài khoản thì dùng điện thoại Android vào đây để đăng ký. Chúc bạn may mắn. Đó. Cái hashrate là cái bấm các bạn. Đây nè. Cái này nè. Cái này nó càng lớn thì cái airdrop các bạn nhận càng nhiều nha. Ví dụ nó cho BTC là Bitcoin đó thì các bạn sẽ nhận được nhiều. Đó, cho nên là các bạn mỗi ngày phải đi chia sẻ cái này nè, bấm nè. Khải tặng nè. Đó, bấm. Thấy chưa? Ví dụ mình ở đây mình đang có 3 cái thẻ bấm nè. Đó, mình sẽ gửi cho các bạn mã này, các bạn điền vô. Đó, các bạn điền vô thì nó sẽ tham gia bấm hoán đổi là có nha. Và cái thẻ tặng này á, khi các bạn đăng ký vào á, các bạn sẽ có một là nhận quà tặng chỗ này nè. Đó, thì các bạn kích vào đây, mình sẽ gửi các mã này ở trong mô tả video hoặc lần đầu tiên á, các bạn chết vào. Đó, thì các bạn sẽ được nhận 30.000 bom hơn nữa các bạn nha. Thì bom càng lớn, airdrop càng nhiều các bạn nha. Rất là dễ. Rồi, thì mình nghĩ là rất đơn giản ha. Còn các bạn muốn coi giá coi thì các bạn bấm vào đây nè. Thị trường nè. Bấm vào đây. Thì các bạn xem đây giá coi nè các bạn. Đó là khoảng 2.88 4017 đô nha, một co đó. Hôm trước thì nó lên nó tầm khoảng 3 đô các bạn, nó cứ trung bình khoảng 3 đô thôi, hôm nay nó tụt xuống rồi. Hy vọng nó sẽ lên lại các bạn nha. Rồi, thì mình nghĩ là cái này các bạn nào cũng làm được. Với sự hướng dẫn này thì rất là dễ dàng thôi các bạn, không khó đâu. Các bạn chỉ cần coi kỹ là được ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu như các bạn có thắc mắc gì có thể bình luận dưới video và đừng quên cho mình một like trên video cũng như đăng ký kênh YouTube của mình các bạn nha. Sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Và hãy nhớ ủng hộ mình bằng cách sử dụng đường link ở trong mô tả video đó các bạn. Các bạn đăng ký vào quét khuôn mặt đi. Sau đó chọn 3 dự án testnet ha. Và tham gia để tham gia sổ số khi nhận tới gần 1.000 đô các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn các bạn lại lần sau.